đây, bây giờ ngoài trời đang là 15 độ. Hôm nay mình đang ở quán mì cay, giờ mình sẽ đi review mì cay. Đi. Đó, đây là mì cay. Và mình đang ở trong một cái ngọt. Đi. Về, bây giờ ngoài trời đang là 15 độ. Mình đang ở quán mì cay, giờ mình sẽ đi review mì cay. Đi. Về, bây giờ ngoài trời đang là 15 độ. Hôm nay mình đang ở quán mì cay, giờ mình sẽ đi review mì cay. Đi.